gần 100 triệu đồng. Chi hội đang nhận đỡ đầu 170 em học sinh nghèo với số tiền hàng tháng từ 300 đến 1 triệu đồng trên một em trên một tháng. Tiêu biểu như đỡ đầu cho em Nguyễn Hữu Thảo, mồ côi cha mẹ sống với bà nội già yếu ở xã Tiến huyện Long. Chi hội đỡ đầu em hơn 7 em và hiện tại vẫn còn đang đỡ đầu. Còn áp trên loa trợ nhân nghèo, chi hội thường xuyên viết bài kêu gọi hỗ trợ viện phí và tiền vàng cho bệnh nhân. Nên 10.000 lượt bệnh nhân nghèo đang điều trị tại bệnh viện Cao và Hồ tỉnh Bình Định. Chỉ là như phát động kêu gọi và phối hợp với hội hỗ trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bình Định với các tổ chức thiện nguyện hỗ trợ em Nguyễn Mỹ Tân bị tai nạn giao thông ở huyện Hòa Nhơn hơn 200 triệu đồng. Hỗ trợ